Hiện trường vụ cháy đang được dọn dẹp và công ty Rạng Đông đã chốt phương án xử lý với binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng, Urenco 10 và Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội về phương án khử độc, vận chuyển và xử lý rác thải trong khu vực công ty Rạng Đông. Tuy nhiên là việc vận chuyển hóa chất sau khi thu gom thì đang gặp một số khó khăn do đường vào hạ đình thì nhỏ hẹp và nhiều xe tải qua lại. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quá trình thu gom rác thải từ đầu cả hiện trường vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, việc vận chuyển chất thải sau khi thu gom đang gặp một số khó khăn do đường hạ đình nhỏ hẹp, nhiều xe qua lại. Hiện tại các lực lượng đang tiến hành mở thêm đường để có đường ra đường vào nhằm đẩy nhanh tiến độ vận chuyển chất thải. Thêm nữa, khối lượng sắt thép trong đống đổ nát rất lớn, rất dễ bị đổ sập xuống. Do đó làm đến đâu phải chẳng chồng đến đấy. Sau đó dùng máy cắt sắt đưa xuống từ vị trí 1 để rồi xúc bốc lên xe và vận chuyển ra ngoài, đưa đến vị trí xử lý an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chốt phía ngoài để giữ gìn trật tự an ninh. Lực lượng công binh luôn luôn túc trực để sẵn sàng xử lý các tình huống nếu có bom mìn trong khu vực. Các thiết bị quan trắc vẫn được lắp đặt xung quanh để xử lý và kịp thời cảnh báo cho người dân nếu có vấn đề bất trắc xảy ra.